Em chào các bác làm vườn. Một lô túi lưới, dòng túi bao mít thái của đơn vị em mới làm xong. Và em sẽ quay cận cảnh để các bác nhà mình được xem với cái chất lưới của đơn vị em. Và bên xưởng em thì sẽ may tất cả các loại túi nhá. Nhưng mà trong đợt này thì các bác đang sử dụng để bao mít rất chi là nhiều. Với túi lưới bao mít thái này thì đơn vị em sẽ may bằng dòng lưới thái, một dòng cao cấp nhất để các bác nhà mình sử dụng lâu bền. Cái này các bác có thể sử dụng 4 đến 5 vụ nhá. Và kích thước của mỗi một cái túi này thì kích thước của nó sẽ là 50-70, có nghĩa là chiều rộng là 50 và chiều dài là 70. Thì em sẽ quay thật gần và chi tiết để các bác nhà mình xem video sẽ nắm bắt được. Với cái chất liệu lưới này thì nó là dòng lưới siêu dai, giúp các bác bao quả mít chống sâu bệnh, chống côn trùng cắn. Và đầu của nó là đầu lưới, bằng dây lưới hết nhá. Và với cái chất liệu của đơn vị em thì túi lưới này sẽ được may thủ công bằng tay hoàn toàn. Đấy, cho nên là các bác sẽ tin tưởng về cái chất liệu, không bao giờ các bác rút mà bị dính nha các bác nhé. Đấy, và cái đầu cước này thì có đợt là đầu dây đen, có đợt là đầu dây vàng. Đấy các bác, cái dây này không quan trọng đâu các bác nhé. Lắm bác cứ yêu cầu là tôi cần dây đen, hoặc có bác thì yêu cầu là tôi cần dây vàng. Đấy, dây này tất cả, kể cả dây đen hay dây vàng thì đều cũng là cước như thế này. Và với cái túi lưới bao mít này thì cơ sở em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đã rất nhiều các bác miệt vườn lớn sử dụng cái túi bao mít của đơn vị em. Và với cái dòng lưới thái này thì nó là mẫu cao cấp nhất nhé. Thì bên đơn vị em sẽ nhận may và sẽ gửi ship trên toàn quốc. Đấy, khi các bác mà xem được cái video này mà cần từ những túi nhỏ nhất là túi bao cam, bao cam, bao bưởi, bao vú sữa, hoàng kim ấy, thì đa số là các bác may bằng túi vải. Còn với cái dòng túi mít này thì em sẽ có cả cước, cả vải, cả mùng, rất nhiều loại. Và hôm nay thì một đơn hàng rất chi là nhiều em đang gửi về trong miền Nam. Đấy, cũng tiện quay luôn để các bác nhà mình xem video sẽ nắm bắt được. Dòng này thì nó là lưới cước và được các bác ưa chuộng nhiều nhất và em cũng gửi nhiều nhất. Thì với cái túi lưới cước này các bác cứ mua từ 100 cái là em đã miễn phí ship hoàn toàn rồi các bác ạ. Đấy, và với túi lưới này thì các bác biết muốn biết giá là bao nhiêu thì em hãy chi tiết và sau đó các bác sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt được. Thì với cái phần túi thì bên đơn vị em sẽ may một cái túi gọn như này là 50 chiếc này các bác này. Thì sẽ gửi từ 50 chiếc một nhá. Nhưng mà 50 chiếc thì các bác sẽ mất tiền phí ship đấy. Còn nếu như các bác mà mua 100 chiếc thì mới được miễn phí ship các bác nhé. Đấy, và với bên cơ sở em thì là một cơ sở lớn chuyên cung cấp về tất cả các loại, kể cả các bác mà cần xốp bọc ổi hoặc là túi bao bọc ổi em cũng có nhé. Đấy, và để quan tâm tới nhiều dụng cụ hơn của đơn vị em, đấy, các bác đừng quên cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình này. Khi các bác nhấn vào đăng ký theo dõi kênh thì các bác sẽ tham khảo được tất cả các loại dòng túi của đơn vị em qua những cái đoạn clip ngắn này. Với túi lưới mít thái này thì nhà em sẽ gửi trên 63 tỉnh thành của đất nước. Là một cơ sở lớn nhất thì sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Đối với những đơn hàng túi nhỏ là 1.000 cái, còn với túi mít là cứ từ 100 cái là em miễn phí ship rồi. Và với dòng lưới này, túi lưới này thì em đang gửi tới các bác giá sẽ là 600.000 trên 100 và sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Thì các bác mua từ 100 cái. Còn đối với các bác mà mua miệt vườn, mua số lượng nhiều thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video này. Và số điện thoại nhà em thì đều có Zalo để tư vấn các bác về tất cả các loại túi bao trái cây, về dụng cụ nông nghiệp, về những cây sào, vặt, bưởi. Đấy, và với hàng nghìn những cái dụng cụ khác nhau thì một ngày em sẽ đăng 1 đến 2 cái loại lên để các bác nhà mình được lựa chọn. Khi đã nhấn đăng ký kênh rồi thì các bác sẽ xem được hết tất cả những cái dụng cụ hay của đơn vị em nhé. Cũng rất cảm ơn là các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ đơn vị em với những cái số lượng lớn. Đấy, và trong dịp đầu xuân mới này thì em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất để các bác nhà mình bao bọc bền trong cái mùa thu hoạch trái của năm nay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác.